Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Chứng kiến Harry Von và mẹ vợ đều bị ung thư, Trấn Thành quyết định làm điều không ai ngờ tới. Chuyện Harry Von bị ung thư cổ tử cung vốn đã từng được nữ ca sĩ chia sẻ rộng rãi trong chương trình Chị Em Chúng Mình lên sóng hồi tháng 11 năm 2020. Bà xã Trấn Thành cho biết cô đã phải mổ 2 lần, những tưởng bệnh đã hết thì mới đây đi khám mới biết vẫn còn viêm. Harry Von tỏ ra lo lắng với tình hình sức khỏe của mình. Mới đây xuất hiện trong ngày ra mắt với vai trò CEO một thương hiệu sản phẩm đông y, Trấn Thành đã nhắc lại chuyện này. Nam MC cho biết vì bản thân đã chứng kiến vợ cùng mẹ vợ trải qua bệnh tật nên lại càng lo cho mọi người. Quyết định trở thành CEO có lẽ cũng ảnh hưởng một phần từ những trải nghiệm này. Vợ tôi, mẹ tôi đều là những người từng trải qua ung thư nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của gia đình, người nhà mình. Chính vì thế nên tôi muốn đem đến những gì tốt đẹp cho người tiêu dùng cũng như gia đình mình. Tôi mong muốn mọi người hãy yêu thương bản thân, yêu thương người nhà mình hơn, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân lẫn gia đình họ, ông xã Harry Von phát biểu. Chia sẻ hơn, Trấn Thành cho biết, mới đầu anh chỉ được mời làm đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, dần đà, nam MC lại muốn mang sản phẩm này đến với công chúng, muốn dùng tầm ảnh hưởng của mình để nhiều người biết đến sản phẩm này hơn. Hơn ai hết, tôi và vợ tôi là người hiểu rõ giá trị của sức khỏe, ông xã Harry Von tâm sự. Trước đó khi chia sẻ về căn bệnh ung thư của mình, Harry Von cho biết cô từng không dám chia sẻ với ai vì sợ mọi người lo lắng. Thế nhưng khi nói được với mẹ ruột và chồng, giọng ca anh cứ đi đi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhờ có sự động viên khích lệ của Trấn Thành và gia đình mà Harry Von càng thêm thoải mái điều trị bệnh. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.